cầm. Giữa cổng à? Ngắn thôi. Nhớ đo này cho nó được đấy. Ngắn. Gần quá rồi. Ngắn. Đo cái đấy mới là làm dài để bực vào cái đấy đi. Bố phải đo ấy. Treo lên cái đấy, đứng thẳng lên trụ rồi mở ra. Cứ buộc ở đây xong là buộc co cái chân nó vào cái ấy rồi. Nó có cái sắt thì nó thẳng. Đi lấy cái dây buộc nó vào cái sắt, cái cột đi. Thế buộc ôm vào cái cột này được. Vậy được buộc nó vào cái đấy nữa. Đánh đu. Buộc nó vào cái chân đấy. Ôm nó vào cái chân đấy.
mẹ mẹ giơ mỏi tay á. Đem mỏi tay cầm nó bị trùng rồi. Không chịu về lấy gió. Mới cứ buộc chắc cái đấy vào xong rồi sang cái đầu này kéo ở trên. Kéo cái cây ở cái trên dây điện, cứ buộc chắc cái chân đấy vào xong rồi ở trên dây điện. Nó trùng ở bên đấy. Kéo nó căng ra. Nhìn ra đang gió to. Đấy, phải cái dây đấy buộc lắm chắc. Cái dây đấy, dây thừng buộc lại rồi. Đấy, cái dây dưới chân. Buộc chắc hai đầu trên cắt. Được rồi.